Thì lúc đó mà cái avatar của em nó không nhậu như bây giờ 6 múi đồ đó. Và cũng nhiều bạn gái lắm, nên là cô này cô vào gặp em lúc nào đấy em cũng không nhớ. Thì cũng có mấy anh khác cũng tới cũng mời em rồi gấp đồ ăn cho em các thứ, nhưng mà chưa có tỏ tình chưa có gì hết nè. Mấy chú né ra, vợ anh mấy chú né ra. Ôi. Đó là đại trước rồi đó. Chính xác hôm đó là có nụ hôn đầu tiên. Trời ơi. Mà vì nụ hôn đó mà em bị phạt đấy. Thế là đụng một cái là chia tay luôn, xong trong một tháng rồi không liên lạc, không nói chuyện gì hết với nhau. Là hôn là người chủ động đòi chia tay. Dạ em luôn luôn là người chủ động đòi chia tay. Dạ. Em còn chuẩn bị tới mức là có em thì mặc bộ đồ dầm gì. Đồ quân đội là có một bạn của em đấy mặc đồ phòng không quân, một bạn mặc đồ hải quân và một bạn mặc đồ lục quân. Là một quân đứng nhìn em cầu hôn. Wow. Trái qua là có quay clip lại nữa. Có ai nói là hai vợ chồng em gương mặt giống nhau không? Dạ trước hết thì em chào anh Thuận, chào chị Vân. Em thấy là cũng khá nhiều người là nói hai vợ chồng em có gương mặt giống nhau. Ồ, như vậy là anh nói giống nhiều người đúng dạ, không? Đúng rồi. Chứ không phải một mình anh nhận xét dạ, đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ trước hết thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình ạ. Em xin tự giới thiệu về em. Em là Lê Thị Thu Uyên. Năm nay là em 25 tuổi. Hiện đang công tác tại Ngân hàng Quân đội MB ạ. Mà chúc rồi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Chào quý thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí trong trường quay. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Vũ Văn Hùng. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 ạ. Nhân duyên vì sao mà hai người lại gặp được nhau? Em và anh Hùng đều từng học tập tại thành phố Nha Trang biển ạ. Anh Hùng là học ở trường Sĩ quan Thông tin và hồi đó thì em học ở trường Đại học Nha Trang ạ. Thì trong một cái dịp là bên trong trường Sĩ quan Thông tin có tổ chức văn nghệ thì em có vào giao lưu văn nghệ, tập văn nghệ ở trong đó thì hai vợ chồng cũng có cơ duyên gặp nhau. Ngày trước khi mà chúng em đi tập văn nghệ đó thì lúc đó mà cái avatar của em nó không nhào như bây giờ 6 múi đồ đó. Và cũng nhiều bạn gái lắm, nên là cô này cô vào gặp em lúc nào đấy em cũng không nhớ. Chỉ nhớ là có một cái buổi tối hôm đó, em nhớ là tối thứ bảy, cô này cô mặc nguyên một đồ cây đen tông sạch sẽ từ trên xuống dưới, nhìn là mặt cũng xinh xắn. Đó là tướng tá rồi, cũng ngon lành cành đào ha. Là em chạy lại em giật tóc em trêu bả một hồi, xong rồi tới kết thúc chương trình văn nghệ là em xin số điện thoại, rồi từ đó mới liên lạc với nhau. Thế mà em thì sao, lần đầu tiên em nhìn thấy Hùng thì em có một cái ấn tượng gì về anh bộ đội tên Hùng này không? Đối với em thì lúc đó em vào thì em chỉ có để ý thấy có cái anh này, anh rất là nhây. Anh nhây với những cô gái khác còn không có nhây với em. Ủa tại sao lại không nhây với cô gái này? Tại vì là đối tượng nào mà mình để ý anh thì mình phải nghiêm túc. Ngã tư vào tầm ngắm mà. Có đúng một lần đó thôi. Là giật tóc là nghiêm túc dữ chưa anh? Rồi mình thực hiện cái việc mà mình theo đuổi cô ấy như thế nào ạ? Tính ra là nó cũng không phải lâu lắm đâu. Tại vì thời đó là em mồm mép tép nhảy lắm. Em xin số điện thoại của cô này. Thì lúc đầu là cô không cho đâu, nói là em chỉ đọc một lần thôi, anh nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi nha. Đọc một lần em nhớ liền, em là ngành thông tin mà. Nhưng mà về lại có một cái như thế này, cô này cô sinh năm 98, đuôi số điện thoại của cô lại là 97. 198, 197 đấy, em về em hội hoài không được. Tới lần sau lên Diên Lâm ở trên đó em xin lại một lần nữa mới được. Hay là về em cưa cẩm rồi gọi, có khi gọi tới 2-3 tiếng đồng hồ một buổi tối anh. Xong này dần ra rồi tới một cái buổi tối, ngày hôm đó là tụi em tổ chức liên hoan, chào học viên tốt nghiệp ra trường. Thì cô này cô em cũng tới. Sau mà khi liên hoan xong rồi đó, tụi em cũng được phép uống mỗi người 1-2 đơn bia. Là cũng ngà ngà rồi là em nán lại rủ cô này ra phía sau cánh gà. Đó là lúc đó là có chút men trong người rồi đó. Trời ơi mà dạ lắm chị. Cái tối hôm đó, cái đêm giao lưu tối hôm ăn cơm chung với nhau á, thì cũng có mấy anh khác cũng tới cũng mời em rồi gấp đồ ăn cho em các thứ, nhưng mà chưa có tỏ tình chưa có gì hết mà mấy chú né ra, vợ anh mấy chú né ra. Ôi. Đó là đại trước rồi đó. Đó các bạn nhớ nha, đây là một cái chiêu bài mà mình phải sử dụng ngay cái... khẳng định luôn đó. Khẳng định chủ quyền. Ủa có phải là chị tò mò xíu là cái hôm đó là sau cánh gà là có nụ hôn đầu tiên không? À, chính xác hôm đó là có nụ hôn đầu tiên. Trời ơi. Mà vì nụ hôn đó mà em bị phạt đấy, tan tiệc rồi là anh em đều phải đi về để điểm quân số thực hiện chế độ cả. Là còn mình em mà nán lại là gọi là dạy gái đó, là ngồi lại với cô này là tới 9:55 tối. Là em nhớ kỹ tới chi tiết mà 9:55 luôn. Ngày mười mấy, ngày 16. Ngày 16 tháng 8 năm 2017. Trời ơi, thế mà cũng nhớ được. Là bây giờ là 6 năm rồi mà nhớ gì luôn. Thật ra là cũng không phải em nhớ đâu. Cái này là vợ em nhớ, cũng bà này mà gọi điện cho em kêu anh còn nhớ cái ngày đó là mấy giờ, không nhớ tới từng phút luôn anh. Em kêu em không nhớ, em đoán là 8:30, đoán 8:35, đoán 8:40, em đoán hoài không trúng. Kêu tôi cho anh 10 phút, cúp máy cái rẹt cái đó. Rồi. Nghe hưởng không? Là có nghĩa là sau 10 phút gọi lại là đáp án chính xác hả? Đáp án không chính xác. Đúng rồi, đáp án sai. Sau bao nhiêu lâu thì từ nụ hôn đó dẫn đến đám cưới của hai người? Chính xác là 5 năm chị ạ. Tụi em yêu xa 5 năm. Yêu xa? Dạ yêu xa. Em thì công tác ở Tây Ninh, còn vợ thì vẫn học ở Nha Trang. Đáng nể ghê á. Vậy trong 5 năm trời đó chắc chắn là sẽ có những cái giận hờn, những cái gọi là hiểu lầm nhau. Ừ. Có chia tay chia chân gì không? Đó, như cơm bữa luôn này.
cái lần mà chia tay mà lâu nhất á thì là khoảng 1 tháng ạ. Là thời điểm đó em vừa mới ra trường và em bắt đầu đi làm. Em nghĩ là lý do thì cũng chỉ vì là hai đứa ở xa nhau, rồi em vừa mới từ một môi trường trường học mà đi ra đi làm thì cũng có áp lực riêng của mình, rồi ảnh cũng có áp lực trong đơn vị, rồi hai đứa không thông cảm, chia sẻ, nói chuyện được với nhau á. Rồi sau đó thì là cái lý do gì mà khiến cho hai đứa hay chia tay, có ghen không? Đó là cái lý do mà cao nhất rồi. Rồi tôi bắt đúng ý luôn. Bắt tài luôn. Cái đợt đó là vợ em cũng mới ra trường, nhưng mà đi tập văn nghệ cho công ty đó, những cái giờ rất là trái ngang, 9:30 tối bắt đầu mới tập. Ủa, em mới nói bố tập bây giờ thì bao giờ mới về, em không đồng ý, em không cho đi. Nhưng mà dứt khoát đi bằng được là cãi nhau lần thứ nhất. Lần thứ hai là đi tập ở đó 12 giờ đêm em gọi không được. Là không biết đang làm gì, đang ở đâu mà tính em nó ghen mà. Nên là em rất là khó chịu. Thử nhầm luôn đấy không? Là xong rồi nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty của cô này thì biết là có một anh còn đang theo đuổi cô này nữa. Nhưng mà đang chia tay. Thế là đụng một cái là chia tay luôn. Xong một tháng rồi không liên lạc, không nói chuyện gì hết. Tức là Hùng là người chủ động đòi chia tay. Dạ, em luôn luôn là người chủ động đòi chia tay. Tôi đi em hồi đó bắt nháo lắm, không biết tại sao. Đàn ông dễ sợ luôn đó. Đàn ông dễ sợ luôn. Có nhiều suy nghĩ trong đó anh. Thứ nhất là một là cô ấy ở xa, rồi sau này cưới thì phải theo mình vào đây á. Nên là em cũng không dám tự tin là lo được cho cô. Sau bao nhiêu lâu thì em cầu hôn cô gái này? Sau khoảng hơn 4 năm thì em cầu hôn. Hơn 4 năm yêu nhau. Dạ, em cầu hôn 1 năm sau thì em cưới. Có phải là do coi như là ghen mệt ghen quá cho nên thôi cưới đúng không? Dạ, thôi cưới luôn. Cưới luôn. Ghen mệt quá là vích. Cái thời điểm đó là cô này có tốt nghiệp ra trường. Em cũng xác định là thôi yêu quá rồi, giờ không biết làm nào, cầu hôn rồi kéo bà vào đây dụ vào trong này. Hay quá. Dạ. Mà cầu hôn là có bơi ra tận Nha Trang để cầu hôn không? Dạ, đương nhiên anh, em set up chương trình rồi nhờ bạn nhờ bè rồi bóng bay rồi thuê chỗ rồi làm hết anh. Ôi. Dạ. Có phải là do là lý do là có nghĩa là cô này coi như là ở ngoài kia có quá nhiều người theo đuổi, cái đuôi theo đuổi cho nên là phải ra coi như cho bằng được, phải cầu hôn và phải chiếm được cô ấy cho bằng được đúng không? Dạ, cũng một phần như vậy đó anh. Mà em quản lý vợ em chặt lắm nên là tới năm thứ tư là gần như là không còn đối tượng nào theo nữa rồi. Ghê ghê ghê. Sao mà kể chi tiết cái vụ cầu hôn ấy? À, cái vụ cầu hôn đó là em đăng ký đi tranh thủ về thì cô này cô cũng biết em về, nhưng mà em giấu không có nói là về cầu hôn gì hết cả. Em mới nhờ mấy bạn với mấy ông anh và mấy ông bạn của em ngoài Nha Trang đó, là bây giờ đó, bây giờ tình hình là như thế, rồi đi mua nhẫn cầu hôn. Anh em đi mua nhẫn cầu hôn rồi thuê cái chỗ đó là cái quán cà phê ở trên tầng 2 đó, em thuê nguyên cái tầng đó luôn. Đó là trong lúc mà em đang gọi là đi đánh lạc hướng cô này nè, là anh em ở đó là chuẩn bị bóng bay rồi các loại hình trái tim, trang trí pháo bông rồi đó. Em còn chuẩn bị tới mức là có em thì mặc bộ đồ dầm di, đồ quân đội. Là có một bạn của em nữa mặc đồ phòng không quân, một bạn mặc đồ hải quân và một bạn mặc đồ lục quân. Là bốn cái quân đứng nhìn em cầu hôn. Trang hoa là có quay clip lại nữa. Là dắt cô này tới thì cô này khả năng là cũng bạn của cô này là tình báo này, khả năng biết trước. Nên là tới lúc đó không bất ngờ lắm nhưng vẫn khóc. Sao anh khóc? Hay xúc động quá. Nói chung là bất ngờ thì cũng có, nhưng mà tức là bất ngờ cái kiểu là mình đang không biết là người ta sẽ cầu hôn mình như thế nào thôi. Tại vì bình thường ảnh nhây lắm. Tự nhiên cái hôm cầu hôn tự nhiên thấy người yêu mình rất là nghiêm túc. Nghiêm túc mà ảnh cũng nói một cái giọng rất là xúc động nữa. Nên là mình cũng rất xúc động theo. Nói sao mà xúc động? Trước cái câu em đồng ý làm vợ anh nhé, em còn rất là nhớ cái câu đó là em chấp nhận mã gen của anh nhé. Mã gen. Trời ơi, sao em lại dùng cái từ mã gen? Thì nó cũng đại khái là em chấp nhận về nhà rồi sinh con cho anh vậy đó. Hay quá. Dạ. Nhiều khi chương trình này lên cái câu này không chịu nó trend luôn đó nha. Tại hồ đó. Rồi bây giờ đã có mã gen chưa? Dạ chưa. Cũng nhiều lần em cũng gọi là gạ gẫm nhưng mà giơ cái tay lên này. Không chịu là không chịu. Tại vì là ba mẹ em với ba mẹ vợ thì cách đây 38.000 cây thì xa lắm. Bố mẹ em thì ở Quảng Bình, còn bố mẹ vợ thì ở Đắk Lắk. Bây giờ thì hai vợ chồng đi làm, em thì như anh biết là 24/7. Còn cô ấy thì từ lúc gà gáy tới lúc mà gà đi vào chuồng cũng chưa về nữa. Nên là nếu mà sinh đứa con ra là không có người chăm. Nên là mới nói là phải có người chăm thì mới đẻ, không chịu. Như vậy là hai vợ chồng ở với nhau được bao nhiêu lâu từ lúc kết hôn đến giờ? Là tụi em ở được 1 năm 4 tháng rồi. 1 năm 4 tháng. Thôi cũng còn son, mới mà. Còn son lắm. Thôi cố gắng sắp xếp. Quan trọng là cái chỗ ở của các em, và quan trọng là cái cuộc sống của các em nó phải gần nhau. Đúng để rồi. Mà san sẻ với nhau. Và nhất là cái việc mà chuẩn bị có thêm một thành viên mới, thì cái việc mà rất cần thiết nữa là cái việc mà chúng ta sắp xếp thời gian để chăm lo cho đứa nhỏ. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi tới cái phần kia đi nè. Ok, bây giờ là cái phần vui lắm nè. Cái phần mà ăn khách nhất của vợ chồng Son đó là sau khi 1 năm 4 tháng về ở chung nhà với nhau. Dạ. Các bạn có phát hiện những cái tật xấu của người bạn đời của mình, nó là những cái gì không nào? Vừa là tật xấu và nó vừa là cái sở thích mà em hay sử dụng từ là rất thiếu tính xây dựng của vợ em. Người ta thì thích nằm dựa lên vai chồng, thích ôm chồng, rồi thích đủ thứ hết, nhưng không. Vợ em thích snack chồng. Thích snack. Đó là em đang nằm, hai vợ chồng đang ôm nhau rồi nè.
tự nhiên cái đưa tay vô, em nhột mà em giật mình em mới đẩy ra nhột. Cái lần thứ hai lại đưa vô, em mới kêu nhột. Lần thứ ba là em quát lên nhột, xong bĩu môi lên chồng quát em. Rồi có giật một vài cộng nào không? Có gì nữa đây to đúng không? Tại quát giật mình nó giật vài cộng luôn. Cái vụ sờ là đáng yêu. Ừ, nhưng mà những cái vụ giật giật là đau nha. Ờ đau nghe thì thốn hết mọi người luôn ấy. Bây giờ còn không? Bây giờ vẫn còn đấy, nhưng mà lâu lâu là em cũng làm quen rồi nên em phải có cái cách bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân. Ừ. Sợ em là em sờ lại là không dám nữa. Rồi tiếp tục nữa. Hơi nhõng nhẽo thôi. Nhõng nhẽo. Không phải là thật xấu, cái đó là cái nhu cầu của đàn ông mà em cũng thích cái đó nữa. À. À, rất nhõng nhẽo. Ví dụ như là em đang nằm trên giường này, vợ nằm đây, em nằm đây. À, cái công tắc thì nó nằm ở đó. À. Nhưng mà dứt khoát là không chịu tắt đèn. Kêu chồng ơi tắt đèn đi. Bảo nó sát bên em nó tắt đi. Không, không chịu. Chồng tắt đi là nhõng nhẽo cho bằng được, là em phải lồm cồm em bò rồi em thò tay vào nó tắt đèn xong em bò lại về đây. Vậy thì không phải nhõng nhẽo mà là lười. Lười đúng rồi. Lười và đùng đẩy công việc. Lừa dừa. Có bừa bộn có hay quá đồ luôn không hay là... Không hề chị. À không hề. Nói bây đi. Giờ mà ekip chương trình mình về mà quay cái phòng của em ở nhà là đúng nó giống cái chuồng gà ấy. Là trước khi đi là áo dài này rồi là quần dép quốc thì là quăng tá lả trong phòng hết. Như vậy là bừa bộn. Là rất bừa bộn. Và ai là người thu dọn? Đương nhiên là em rồi. Đương nhiên là em rồi. Ừ, em nghĩ là cái chuyện này cũng đáng thông cảm thôi, phụ nữ ai cũng thế anh ạ. Ôi cô binh vực phụ nữ phái cô. Nhưng mà em hỏi anh, em về đàn ông là gọn gàng lý trí đúng không, nhưng phụ nữ sẽ là một mối tòng bong, người ta luôn tả phụ nữ như thế. Thôi cô nói gì cô nói đi. Nhưng mà chị rất thông cảm em. Nhưng mà đó là bừa bộn đó. Không. Bừa bộn đó là... công nhận đó là đó bừa bộn. Nhưng mà Hùng mong muốn vợ yêu của mình nếu như có được một cái sự thay đổi thì đó là điều gì ạ? Về cơ bản thì em cũng không cần vợ em thay đổi gì quá nhiều. Như cái khuyết điểm vừa nãy em nói, cái tật xấu đó thì ngăn nắp lại một chút để chồng đỡ mệt là được rồi. Rồi thế anh Hùng của em thì có tật xấu nào không? Vô vàn tật xấu. Vô vàn luôn. Vô vàn tật xấu. Thôi mình kể một vài cái tật xấu mà điển hình đi. Có một cái. Còn ghen không? Còn thì chắc như là còn rồi anh. Mình người ta bảo còn yêu thì mới còn ghen. Nhưng mà bây giờ cái sự ghen của anh nó có sự kiểm soát hơn. Nó có lý trí hơn. Hơi chí hơn. Dạ rồi. Đúng rồi. Không biết rằng là anh bộ đội này có lãng mạn không? Lãng mạn part time hả ta? Part time. Part time nó không có full time. Lúc vậy. Có lúc không. Dạ đúng rồi. Ờ, ảnh cũng là một người tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cũng biết chơi guitar, cũng đàn hát, cũng sáng tác nhạc. Không biết cho biết bao nhiêu cô gái người yêu cũ. Wow. Còn trừ vợ ra thôi. Trừ vợ ra thôi. Thì cũng chưa bao giờ được một lần chồng bảo chồng sáng tác bài này cho em, rồi ghi âm lại, quay video lại gì đó. Em thấy chắc là lần lãng mạn nhất là cái lần cầu hôn đó, là chắc là cũng phải nhiều người tác động lắm mới được lãng mạn được như vậy á. Mà sao em biết là bạn ấy sáng tác nhạc cho các cô người yêu cũ? Có trên YouTube luôn đó chị mà. Ngày trước là em còn tâm hồn bay bổng, còn viết nhạc sáng tác. Nhưng mà nói sáng tác cho hẳn những người yêu cũ thì không đúng. Tại vì em chỉ viết cái bài đó ra trong khoảng cảm xúc bây giờ. Thì tự nhiên có cái cô đó đang trong khoảng gian yêu em. Thì em hát cho cô đó nghe thì kêu là tặng thế thôi, chứ không phải là mục đích để viết cho cái cô đó hay không. Thế là viết cho tình yêu thôi chứ không phải viết cho người yêu. Nhưng mà này anh hỏi nè, ở trong cơ quan á thì ảnh chắc chắn phải là mỗi người phải cứng rắn rồi. Thì về nhà có áp dụng coi như cái sự cứng rắn đó, sự coi như là chỉnh chu đó với vợ hay không? Chồng em mà sau khi mở cánh cửa nhà ra là trở thành một con người khác hay? Con người như thế nào? Cũng nhõng nhẽo, nũng nịu, mè nheo. Hai vợ chồng này chứ giống nhau anh? Nhõng nhẽo. Chồng cũng bảo vợ nhõng nhẽo, bây giờ vợ cũng bảo chồng nhõng nhẽo luôn. Nhõng nhẽo như nào nào? Nhõng nhẽo thì vợ ơi chồng đói. Vợ ơi chồng đói làm gì giờ, làm sao cho no giờ. Kiểu như là vợ ơi chồng đau tay quá trời, vợ ơi chồng đau chân. Cái bản chất là một chút nhõng nhẽo, một chút pha trò hề, đó là bản chất con người em. Nhưng mà do cái đặc thù công việc ở trong đơn vị là bắt buộc em phải nghiêm chỉnh, bắt buộc phải như vậy thì mới có thể quản lý và duy trì và huấn luyện được. Là khi về đó là em cứ bung mình ra thôi. Đúng. Là để cho vợ cảm nhận con người thật của em là như thế. Nhưng mà chị nghĩ là đấy là những cái mà làm cho hai người yêu nhau hơn đấy. Dạ. Đúng không? Cái khoảnh khắc mình thấy là mình rất là cần đến người kia. Và dạ. Người kia cũng như vậy với mình. Vâng. Nó là cái cảm giác rất tuyệt vời anh ạ. Thế là mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Em thấy thì hiện tại như chồng em thì chồng em khá là một con người khá là nóng tính. Thì em muốn là chồng em trong những lúc nóng giận, trong những cơn giận đó thì hãy cố gắng tĩnh tâm. Bình tĩnh lại một chút. Có gì thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Còn không thì mình hãy giữ lại. Bao giờ mình bình tĩnh thì mình hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có thể không thể chia sẻ hết 100%, tại vì công việc trong đặc thù công việc của anh là như vậy. Em không thể giúp gì cho chồng em được, nhưng mà em cũng có thể an ủi, động viên và hay quá. Nâng cái mood của chồng em lên. Hay quá. Đó, Hùng đã nghe thì rõ mong muốn của vợ chưa? Rất giản dị thôi. Anh chỉ mong là hai vợ chồng mau sớm
tìm được một cái điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta chào đón một thành viên mới xuất hiện trong gia đình mình. Dạ, nhé. Cảm ơn anh Thuận. Xin chúc cho hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn coi như là yêu thương nhau như thế này nha. Em tên là Đức Thuận, năm nay là 34 tuổi. Dạ, em hiện nay đang làm nhân viên kinh doanh. Đức Thuận xin chào Đức Thuận. Còn em? Em tên là Thanh Huy, năm nay em 30 tuổi, em làm nội trợ. Thế thì hai bạn cơ duyên nào mà đưa đẩy hai bạn gặp nhau? Em gặp anh đầu tiên là tôi đến lớp 10. Anh này là anh trai của bạn em. Lúc có một lần em tới nhà bạn em chơi thì gặp anh này đi đâu về mà râu ria xồm sàng rồi người nó dơ cháy bẩn thỉu lôi thôi lắm đó mà nhìn nó già chát à. Lúc đấy em quan tâm thật chú nhỏ bạn nó kêu anh trai của tao đó, nó mới có 20 tuổi à. Em nghĩ bụng 20 nhìn giống như là 40-50 tuổi nhỉ. Tại do lúc đó em quen thì em đang làm bên điện lực. Thật ra lúc mà mình đi làm về mình mặc nguyên bộ đồ công nhân. Thật ra là với lại nhiều khi là mình đi làm về trễ đó mình lại làm biến tóc tai nó bù xù. Ở lúc đó có cảm thấy quê không? Lúc đó em cũng không có để ý nhiều, mình chỉ lướt qua thôi. Mình nghĩ là giao lưu mà gặp nhưng lúc đó chỉ ấn tượng thì do cô bé này là xinh xinh. Thành ra em mới tiếp cận thì cũng đi ăn chè rồi đi chơi với nhau thì sau đó em mới nhận làm em nuôi. Đó và bà xã thì cũng đang có bạn trai. Dạ. Có bạn trai rồi. Có bạn trai rồi. Dạ. Ủa lúc đó anh bao nhiêu tuổi tạo quên? Lúc đó em mới có 16 tuổi. Thì em thấy lúc đó chồng em lúc đó là cũng trải nghiệm đi làm sớm rồi nên cũng biết em cảm thấy anh này là tin tưởng được. Thành ra trong thời gian mà em với bạn trai cũ quen nhau tất cả mọi cái gì xảy ra đều tâm sự anh này hết. Thậm chí là quen nhau mà bạn trai cũ đã ôm hôn thì cũng kể anh này nghe luôn. Đâu cũng kể luôn. Kể rất thân mật. Rồi đến khi nào em mới chính thức để ý cô em nuôi này? Vậy lúc đó em nói giống như là cô 18 rồi, em ra là cái độ tuổi hoàn thiện của người phụ nữ. Tại như mình như là khai phá được cái vẻ đẹp tiềm ẩn vậy đó. Thì mình cũng quen ở ngoài một vài cô mà chưa ưng ý. Thì mình mới nói thôi thì lỡ rồi lụm cơ hội này luôn. Mới quyết định là thôi là mình tấn công luôn. Thì em nói thôi bây giờ cho mình một tháng để mà quyết định là có quen hay không. Và nếu mà không quen thì dầu gì trở lại về anh em nuôi. Rồi sao? Thì trong một tháng ảnh cho em suy nghĩ. Thì thật sự lúc đó em có tình cảm với anh này rồi. Lúc đó em cũng chia tay bạn trai cũ rồi. Nhưng mà con gái mà mới làm giá chút xíu. Nói là nếu mà anh làm bạn trai của em thì anh có đáp ứng được nhu cầu mà em đưa ra không? Có đáp ứng được tất cả từ tinh thần đến vật chất hay không? Thì anh nói là thì cứ anh thử đi thì em sẽ thấy. Trong lúc mà làm anh em kết nghĩa anh đã cho em cái gì em đã thấy rồi. Chắc là bạn trai còn hơn thế nữa cơ. Anh dụ em vậy. Cho gì? Thì bình thường là một mấy lần đi chơi với nhau á là anh chở em đi ăn uống trước, sau đó đi siêu thị, đi shopping, rồi thậm chí hỏi em còn tiền xài không, cái cho em tiền xài nữa. Là kế hoạch rồi mà không biết em ơi. Vậy thì là sau khi chia tay là em cho anh này cơ hội. Dạ. Rồi thì... rồi lúc nào thì ra mắt hai bên gia đình? Cái đó thì chính thức là em ra mắt hai bên nhà. Mà để tiến tới hôn nhân thì lúc đó em cũng còn lưng khừng. Ủa sao vậy? Em cũng nhìn lúc đó bà xã còn trẻ là khoảng 20. Thì em muốn chờ thì sau đó là bà xã bắt đầu gài bẫy. Ủa gài bẫy? Gài bẫy luôn. Gài bẫy luôn. Gài ra. Là đúng không? Anh không như tụi em kết hôn là anh không có cầu hôn em. Mà ngược lại là em ép buộc ảnh bằng cách là em dụ ảnh. Em nói anh ơi mình quen nhau tìm hiểu nhau cũng đủ rồi. Bây giờ anh có chịu vào cưới em không? Để biết được em tính. Nếu anh không cưới em á thì em sẽ lấy Việt kiều. Tại vì em có cô với có chú ở nước ngoài á cũng đang nhắm mấy mối cho em rồi. Mà em đang tranh cơ hội đó, em ưu tiên tranh trước, tranh cơ hội trước. Có em thực ra là em cũng nghĩ bây giờ không cưới như lỡ đầu tư quá rồi. Đầu tư trở thành đầu tư rủi ro nữa. Đầu tư quá rồi sao? Từ lúc là anh nuôi rồi xong rồi nuôi em. Đứng riêng rồi đó đúng không? Anh nuôi rồi nuôi em. Quá rồi, để giờ để xảy. Nhưng mà lý do gì mà em đòi bắt cưới sớm như vậy lúc đó còn trẻ mà? Dạ, tại vì lúc đó em có mấy cặp vợ chồng bạn á cưới trước em. Thì nó về nó bảo Huyền ơi lấy chồng sướng lắm. sướng cả ngày lấy tối luôn. Trời ơi. Lấy chưa để giải quyết không hỏi bạn thôi sướng gì thì nó tư vấn cho em nó chứ ban ngày á thì được phục vụ cho chỗ khác. Còn ban tối ví dụ mà cứ đi làm về mệt mỏi thì cứ nắm cứ nằm ra rồi các chân các giò lên rồi có người massage cho. Rồi có người xoa lưng cho ngủ. Rồi thậm chí là muốn cái nó đi sâu hơn nữa cũng được. Phải được. Đã bạn đã nói là
sướng từ sáng tới tối mà. Đó. Mà có đúng vậy không em? Lấy chồng xong có đúng vậy không? Dạ, thì em lấy chồng sau khi lấy chồng mình lấy ảnh này về thì em thấy là bạn em mà nói là rất đúng. Rất đúng, rất đúng. Đúng, bạn nói rất đúng. Có nghĩa là mới đầu là vì tò mò. Mấy nhỏ bạn nó nói gì cũng tò mò. Cho nên nằm ngặt đòi cưới 21 à. À, hiểu rồi. Thì ra sau này sướng gì suối. Còn chồng thì sao? Chồng có gọi là cộng hưởng, có chung cảm xúc. Dạ thì đó, em nói đó là do mình sợ cảm giác và bị mất rủi ro về đầu tư. Thôi là quyết định nói bố mẹ qua đây làm luôn. Là tụi em cưới. Bé bi cho em. Dạ có rồi. Thì thực ra lúc cưới đầu tiên là do bà xã cũng còn ham vui. Bà xã cũng chưa muốn có em bé liền. Cái một năm đầu như tụi em cũng kiêng. Em kiêng đủ cách, nhưng mà sau đó thì em làm bên điện lực. Cái bạn bè nó chọc mày làm điện đi, mày thấy đầu mày quăng không, điện nó giật quăng á. Giờ mà con mày ấy nữa là con nòng độc nó giật là đứt đuôi luôn á. Em cũng sợ. Em mới nói về bà xã. Bây giờ là nó giật là đứt đuôi thiệt đúng không? Mình nói năm thôi, giờ anh em thả đi. Thả ra tình hình nó làm sao. Thì lúc em thả cũng mấy tháng rồi cũng không có. Em nói chết cha này chắc chắc căng quá. Đứt đuôi rồi. Nghe người ta nói là nhiều khi cái tâm lý nó căng thẳng thì cũng khó. Em mới nói thôi, em mới nói thôi hôm nay là cái nhân dịp sinh nhật của em. Em nói thôi là mình đi Vũng Tàu đi, nhưng mà hôm nay phải xa láng nha. Xa láng sáng về sớm chứ lâu quá hai vợ chồng chưa có thoải mái. Như là không kiêng gì luôn á, là ấy hết. Thì sau đó về thì tới khoảng tháng sau thì tụi em có tin. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì đứa bé là bé trai bé gái em? Dạ, con của em, vợ chồng em là bé gái. Bé mẹ hay là ba? Dạ, ban ngày á bố đi làm thì ở nhà nghe mẹ. Nhưng mà chẳng hiểu sao đến 6 giờ bố về làm thì thôi, mẹ muốn đi đâu mẹ đi, mẹ muốn làm gì mẹ làm. Chỉ theo bố thôi. Dạ. Cái này con đồng ngọc đó, người bà nè. Ủa vậy chứ anh có cái gì xấu không? Xấu thì rất là nhiều xấu chị. Ở giờ cực kỳ ở giờ mà không thể chấp nhận nổi. Cứ đi làm về một cái quăng cặp tát trên nhà. Mặc đồ điện, hỏi ăn cái đồ điện nó dày mấy kilo mà trời mưa, trời nắng nó hôi hám vậy đó. Lăn đùng lên võng. Cái em ấy nói, người anh dơ đi tắm đi. Rồi anh ơi thôi để mai tắm. Và người anh đâu có hôi lắm đâu. Bảo anh không thấy hôi nữa, em và con thấy rất là hôi. Bắt đầu cái lấy mền trùm trên dưới luôn. Trùm trên dưới ngủ, quyết định không tắm là không tắm. Không những nó cũng đặc trường, kiên định. Đấy, tại anh làm bên ngành điện cho nên anh tiết kiệm nước. Rồi chưa hết nữa, rồi anh có thấy quen là hay xanh đất. Đó thì đó cũng là tật xấu của bà xã. Kỹ tới cái, kỹ quá luôn. Anh nói là cực sạch. Dạ, anh nói ví dụ như là anh thấy là cái ở nhà dụ cái ly đi, ly của chồng là ghi riêng, ly của vợ là ghi riêng, cái ly nặng chè là riêng, ly uống nước là riêng. Uống trà là riêng. Em mấy cái nhà có hai đứa mà nguyên cái tủ là tủ ly tủ chén là nhìn ai cũng tưởng là cả dòng họ. Đúng rồi, cái chuyện đó ra thì vợ em còn cái chuyện gì về cái chuyện mà kỹ tính không? Về kỹ tính thì cứ như đó, nhưng mà còn cái tật xấu nữa thì em cũng nói, cái em nói ví dụ là mình có đọc sách thì mình biết là trước khi cưới mình đã chuẩn bị tinh thần. Là nghe nói phụ nữ là nói một ngày tới hơn 10.000 từ. Thì đàn ông mình nói có 2.500. Thì em nói này nghĩ cũng đầu chứ thôi, giờ cưới vợ dám về dám địa, có gì có đừng nói nhiều. Cuối cùng rước về nguyên mấy cassette. Hèn gì vợ em khang tiếng. Em mong muốn là nói ít nói ấy, bớt chút. Mong muốn nghĩa là bớt. Dạ, bớt phát cái lo đúng không? Đó cái lo bớt phát là cái đó là mong nhất á. Đằng này thì trung bình vợ em nói mấy tiếng? Nói chung từ lúc em đó, em nói từ lúc mà hai vợ chồng đi làm về, em đi làm về em gặp vợ là từ 6 giờ đó. 6 giờ là nói cho tới tối. Nói cho tới tối là bao giờ hai chồng đi ngủ? 10 giờ 6, 7, 8, 9, 10, 5 tiếng nói liên tục. Trời, nói ra lã gì hả? Nói hơn chị luôn, chị là 4 tiếng rưỡi. Bây giờ sao ta bây giờ? Bây giờ nếu mà để cân bằng cái tình trạng của hai bạn này, giờ cân bằng cách nào ta? Ông lẽ bây giờ suối bạn này ở dơ một chút. Hay là suối bạn này sạch lên mà khó lắm. Tại vì chị trong hoàn cảnh này chị biết bạn này sạch cỡ nào không bao giờ mà vừa lòng với bạn này đâu. Đó. Thôi đừng tắm à. Bây giờ vậy đi tắm đi. Tắm thì bắt buộc. Nhưng mà đi đất á, tại vì nè chị cảm giác á, không biết có đúng hay không, làm nghề điện á, lúc nào chân cũng phải có giày á, không bao giờ được bỏ ra sợ bị giật đúng không? Cho nên khi mà về nhà đó là muốn tháo giật cái đôi giày với cái bộ đồ đó cho rồi đi, xong rồi để tiếp đất cho nó sung sướng đúng không? Đó. Mà vậy nhiều khi nó tốt cho sức khỏe của chồng em nữa. Ông bà mình nói con nít mà nuôi nít á, phải cho nó tiếp hơi đất đó, nó mới khỏe được đó. Cho nên thôi, để giữ sức khỏe cho chồng đi, chấp nhận cho chồng đi đất đi em. Còn sung sướng cái buổi đêm nữa. Đó, thôi. Đó. Đi chân đất sống lầu à. Rồi đi nha. Rồi, cảm ơn hai bạn. Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi, ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À, bán rau. Dạ. Rau đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy? Dạ, không, em đi lấy ở chợ đầu mối về.
Đó, chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Ừ, ông đó. Hứa hết rồi sao? Thì đó. Ở vậy nghe thùy mị, nhẹ nhàng. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó, mời bạn mình. Đó, chào chị ông Vân với lại anh Quốc Thuận, em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bánh râu. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Dạ, nước giặt xả. Dạ. Ủa, cái nước giặt xả nó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ, giống vậy á. Có không? Dạ, đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ, có. Có luôn. Dạ, ủa, dạ. Là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước nấu sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ, không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, không có luôn. Thì em tặng cho chị ông Vân, nó thật là có người thùng về xài thử. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của Quyền Linh mà đối thủ của Quyền Linh. Đối thủ đấy rồi. Nước giặt tên là Minh Râu luôn. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bánh ít nạ thôi. Bởi vì mới bán được có thời gian, gọi như là bán trải nghiệm, thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng, là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, nó không giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền mua thì sao? mua nghe, ai mua thì bán, ai cho tiền thì ai xin thì cho, ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng không Minh Râu? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền á. Dán cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn lẹ rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá sai sai. Sẽ nó nhậu sẽ sai sai tí rẹo. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ, rau muống đột biến đấy chị ông Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì nó mềm, nó ngon, nó cho dầu. Người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ế lắm. Không có lấy tiền nữa. Dạ, ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này. Rồi. Ok, rồi. Bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa, xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ á, xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống và dẫn đi tán gái, tán qua mùa mưa á, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm theo trong nhà nó đâu biết đâu. Rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Xấu lắm. Nhưng thì tóc có tóc không? Có tóc có râu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy đâu. Có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt lại sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười ấy, ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà. Thằng em đi đọc kênh về, xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ông xin luôn cho miếng ăn, vậy ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Bánh ống á. Cái bánh đó, vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha Minh ha. Cái đó dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xinh là ăn nó mất mệt á. Rồi ông ăn, ông ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn của nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái thì chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Mà sao thấy cái này cười thấy hay, thấy ấn tượng á. Quen rồi xin cái bánh nữa đúng không? xin bánh là em ruột rồi giờ nó ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều ông em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ, tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn.
Có hấp hồn không? Có sao xuyến có hấp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Dạ, về là bảo là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu đúng, mà đúng, tán đúng. Cho qua mùa mưa nữa. Đúng, đúng. Mới đầu là mang tâm trí đi với ông anh họ đó. Đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy rồi, nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi hơi bất cần á. Ở kiểu hơi kiểu mà tỉnh tỉnh vậy đó. Dạ. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Cũng... Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh nữa rồi mình thấy và chắc được. Ủa bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình ha. Còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau 3-4 ngày sau thấy nó nói chuyện này kia thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu là mình là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ đến ngày nào cũng lên. Ngày nào cũng lên. Ngày nào cũng lên hết. Vậy đó hả? Dạ. Là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ. lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Thích rồi. Ừ, cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ông đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ông rất muốn đến để mà ông nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, hai tuần. 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, hung nè, nó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, hồi xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này lội á. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm công thôi cho quen, mỗi lần em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau á, mà vợ kêu nó đi chơi rồi, em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc cọc nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên hồi với lại hồi trẻ gọi là chủ nhi ấy mình cũng nghịch ra thích thể hiện dạ đúng không? Kiểu vậy á. Và nghe nói bảo thằng anh nó quậy, bởi là thằng em nó cũng quậy đâu, là không muốn con gái mình quen á, là cấm đâu cho quen cũng đúng thôi đúng dạ, không đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm, rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bụi đời, dẫn nó bỏ đi cả tháng trời, được tháng không ta? Không, được mấy tuần đấy. Mấy tuần nó đầu đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về xong rồi bảo cái tường là con đi chơi bỏ lễ không đi lễ, đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi về, ba má cũng bảo thôi để lại tí nữa tao về tính chỗ ba má cũng đi lễ. Ông bà sợ quá, bà sợ. Bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bảo ông phải thôi vậy nên đang chở đi vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu ơi, tiền quá. Nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ. Ôi là ra sự cố mẹ muốn là cái đó đó hả? Trời tôi tưởng nó cái vụ kia. Rồi xong rồi. À, bố điện thoại cho Minh luôn à hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em điện về đúng không? Về xong rồi ba má thôi đi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy xong rồi bảo thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng giờ rồi. Gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á
thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ, mà bên đạo á mà đã trốn đi nhà thờ á là một cái lỗi rất là lớn, thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với mình kiểu vậy đó. Thế là đến tay bé thì sợ quá bé bỏ đi luôn, mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, đúng không? Chắc là được được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nhau lên xe đi, ông này ông đâu có thằng bạn nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở. Ở trong ao cá hả? Ở trong bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó nhé. Không. Là trong nhà trong xóm trước đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong rồi. Xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài? Rồi hẹn hò cà phê thì sao? Đó. Đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty, cũng có bạn bè thì ghé bữa thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm Việt Nam. Lúc đó em làm gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, ở khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau đúng không? Chưa, chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bắn thịt heo trước, bắn thịt heo bể lợn Bình Dương, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở nữa hả? Đó là năm 2008 2008-2009 vậy luôn. Sao đời ông trung chuyên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. Rồi sanh xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm ấy, mấy xã bên đến 17 đông lắm. Rồi em sao? Sao? Thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo anh nhỏ người ta địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bảo con nhỏ là nó bật đèn xanh rồi. Sau cái đầu mình không nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên nữ nhau á, đông đông 7-8 thằng con nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mật đi xíu rồi mới kia tự động ra. À, có nghĩa là em dẹp lọng bằng cách đó. Đúng. Dẹp lọng ở đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em. Đúng rồi. Nó thì đâu cứ cầm theo gì là hôm nào mà đông nhất 7-8 người đâu đông như là mấy thằng kia cũng quen á theo đuổi ra. Có nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó tụi đó. Chứ không phải gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn. Không, không có. Em còn có được chiếc khăn tay. Không tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á. Không mua lấy một cây bông tặng cho bạn gái luôn. Xong rồi không tặng, rồi, không tặng. Không xong rồi tặng. Hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó. Rồi. Ừ, thằng ấy tặng, nó mua cây bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu đọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia ông tức quá. Có giằn mặt không? Dạ. Có giằn mặt em không? Tớt thôi. Nhưng không làm được gì. Tớt không làm được gì. Tay ăn có quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bà nó tớt. Bông này xấu quá quất đi đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê bụi chuối này nọ được. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi. Có nghĩa là lấy nhau về nè. Có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi nuôi con chắc khổ lắm hả? Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội ông bà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu, lúc mới đầu sanh á là tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé xong rồi bán cái tiền bé đi hết cho anh chăm con. Chưa, nhận cưới chưa. Xong rồi bí quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ dưới quê mang tiếng cho bố mẹ này không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi, bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về, rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng đó, cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao?
đi làm có đi làm. Đi làm chương trình gì đó, đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau rồi, như bị được mấy tháng à, mình anh bị người ta tai nạn chứng. Đúng rồi. Được khoảng mấy tháng á, lúc đấy đang ở trong 4 5 tháng á, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được đề nữa, tông người ta, tại người ta lại bị tai nạn nữa. Tai nạn giao thông người ta chết. Là mình bị tai nạn giao thông. Dạ. Ông mình người ta tông người em, người ta chết mất, người ta tông người còn sống thì mình phụ phần lại cho người ta. Rồi người ta nhà người ta cũng đàng hoàng, nó cũng không kiểu như là bác nọ bác kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mà em có bị gì không? Dạ không, không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào mình? Thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Làm bao nhiêu là bao nhiêu tiền là em đổi vô cái... được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vui. Vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu là mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con cũng chưa làm gì đâu, vì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Giờ là không có nữa là không có, là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm. Chị Hồng Vân nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bể lợn bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bể thịt lợn bên Bình Dương là bể buôn bán thịt heo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có bữa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa, ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, tầm 10 năm nay, 7-8 năm nay, 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? một cái sự cố hay một cái lý do gì mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à, và trận đều để đánh thua nhiều nhất. Ngồi suy nghĩ lại thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế này em thu nhập tiếp người uy tín các bạn, là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà có tao đảm ăn được trả, bây giờ đòi tao bỏ đi chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau rồi đấy, ngày em kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài chơi hết à, không có dành. Cái đầu bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu nó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm sao em tới lúc nổi tiếng luôn. Mình hình nhìn lại nào mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây khoảng 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thôi bạc em thay đổi á. Cả 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ không phải là cho em cho rau đá dân ở đấy, đó là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ, ngày là tuần nào như đều là em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha. Dạ. Anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn. Dạ. Em đang mắc nợ. Dạ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời. Dạ đúng rồi. Mà em lại đi cho rau như vậy. Dạ. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy là em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu thằng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em bán ở cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay nợ được 3 triệu thì nhấn ra 5-700 hay triệu thì đấy. Còn lúc nay nợ ít thì mình cứ nhấn ít, nợ nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định, mà thay vì mà khi mình đi ăn chơi là kia tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 thì á. Rồi là quyết định đến là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi chứ không được quá. Mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền mình ăn chơi nó gấp 3 nhiêu lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình, hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà
tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Ừ. Nó cũng nhiều, nó cũng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-2 năm là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ là mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều để phải thay đổi. Thay đổi từ từ nó không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là dành thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ 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 cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ những đi làm không em trong cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu mình em có thể biết là mua chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua là khuân lên khuân xuống mà vất vả rồi, sáng rồi bày hàng ra cho người ta lấy rồi sáng đó. Cắm đầu vào làm để quên đi về. Nhưng mà lúc đó là cháu hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà nhà hết sữa cho con này cái đó, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn tiền ngoài. Thì sau này em bảo là cái lúc bán rau này bắt đầu khoảng 10-12 năm làm được đấy, ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là thay đổi em rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á với lại là cái việc mà kinh doanh rau á là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình không là cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau và cho rau luôn cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á lâu lâu cũng mua rau cho mấy thằng ở sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt làm gì ấy, thì vẫn cười cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ đúng mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó. Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau này đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, là bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi vòng vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán rau vòng 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 sáu cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời, đúng. Cái vốn ít phải chiêng năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm ra hẻm công ty tăng ca 8-7:30 tối em ra em bán 20,000 em bán đúng rồi. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Là... chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó công an thu rồi. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chuyện của chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Không, em danh chuôn lắm. Nhưng mà bây giờ thì, thôi bây giờ mình tới luôn cái vụ kia đúng đi chị. Đúng rồi, chị mới nói chuyện của chương 2 đó. Chương 2. Chương 2. Hai vợ chồng có xe bờ ông Son nhiều đúng không? Dạ. Chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ. Đó. Thôi giờ em đó. Chồng ấy, đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tạo quy chánh rồi. Đó, bây giờ mày có nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Đâu, em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này cháu thay đổi ra không còn không, gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng hay nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, gắn cọc càn không được, dạng như là không được mềm nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bấm lại luôn, cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghiện, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Mười mấy năm thì có 1-2 lần ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương vợ rồi. Không phải thương đâu mà chọi nó cái chén, nó cho cái nồi vào đầu, tại sao dám? Mình hy sinh cái chén là nói là quất nguyên cái nồi. Đó. Ủa rồi, ôi, thế gặp tấm đùa là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ. Rồi. Đấy bí đỏ, không lại sầu riêng thì có mặt chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó biết nó quá sự thật. Nghe thì nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không, kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy. Ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế quên... bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn nữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường, nhưng mà em vẫn bình thường vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn nhiều, được á. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ.
Thế em đừng có biện hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ trong bụng có gì không Minh? Không biết, nó hên xui. Thấy thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó tặng một bó đúng không? Chết dở đi. Gặp mấy em đẹp đẹp khỏi lấy tiền. Đẹp đẹp khỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi không rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ủa rồi em là ngon luôn ý. Ủa rồi cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi. Không có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát đi nhậu nhà hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá em tát cho một tát. Tát ai? Ông chồng. Ủa rồi ôi. Quánh tài karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Nhưng mà vợ gọi không thèm bắt máy, vợ tức quá vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn thấy. Thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông không ông coi như lặng thinh luôn á. Nặng ơi, ngẩn luôn đứng hình luôn. Trời ơi. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó đấy, em đi đâu đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô giờ làm cái tan và choáng váng luôn rồi cầm cái ly bia này. Là em đứng hình đó đúng không? Tao uống hết ly bia cho nó đỡ quê. Đỡ quê. Đỡ nhục. Lính nhỏ chạy về hết luôn rồi mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó về sao chắc khỏi dám đi nữa. Mấy bé kia là đi về hết, lặng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Bảo tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ống xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi rồi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tập vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí, gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có lâu lâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi, chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ, nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên ngày nào đó mà như Minh á, Minh suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy một cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh. Mà thay vì bây giờ người ta làm giỏ hoa, mình làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ? Rau củ. Nhiều khi hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích. Nếu mà giữa cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi. Cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó mình là chị nói là thiệt. Ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha, làm gương mặt đại diện luôn. Cái giỏ rau củ mà tặng ô hot đó nghe. Lúc trước con lấy cái bông lờ với này lấy ớt với này ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái bùa rau chứ chưa tặng gì. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng vợ mình đầu tiên thiệt mà theo biết đâu lại là hot trend là sao, gọi là gì đó một concept về các loại rau củ, các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp đấy không, nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày, ví dụ như là nó theo cái chất đó Minh. Dạ. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, mỗi mình. Ngày một loại đó Minh. Không cần thêm đứa nữa đó. cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok bây giờ đó, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa, nên có một chút lãng mạn nha. Rồi, bây giờ tới Minh đó. Sao? Em á. Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi chứ tật xấu của nó. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dạy mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau đâu mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Xăm bí đỏ của tôi sao mấy bà biết đúng được rồi. Đúng không? Ở vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì lâu lâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên nóng tính lên là không có kiềm chế đúng không, bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói, ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay là quăng đồ hả, có quăng đồ đập đồ không, cũng có chị nóng cũng có cũng chửi thậm chí là tác động vật lý luôn. Không, đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý chứ còn gì nữa. Một phát mà coi như thép mà chối nghe cái chát mà phát mồm nín áp âm thanh phòng luôn.
một phát thẳng thẳng tay luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy hôm sau em lấy tiền bo sao. Ừ để sao được. Em đi em về đi hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai lầm hay là nỡ là kia anh có nóng thì nhận đi lúc lúc anh hết nóng này nói mày cũng được chứ đừng trước mặt em úc mọi người nói là kia nó hay à đó chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó rất hay đúng không hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá thế nhưng mà ngược lại thì thôi chồng cũng đừng có nói. Eo ơi vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hà Văn mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi là karaoke xả chét em thì ngồi bấm bài em ngồi rót bia nói chuyện còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn không là phải đi gia đình có người này người kia mới vui còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ với mấy thằng thua bài cái đi đi nó tầm tầm hồi xưa là chưa thay đổi là mới được không đi chơi đi gặp hoài đến bài mà mấy năm nay thì năm bảy tháng năm hai năm đi lần nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không 8 năm đến 10 năm gì đấy 8 đến 10 năm rồi bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó đâu, à, thế là anh ấy lại xuống được, tóc được. Nữa rồi bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy đâu em mới cạo thôi râu không có xuống tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi đúng không bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi cạo râu đi nần là tu hành đấy có nghĩa là ảnh tu luôn đó chị thấy đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá cạo trụi hết đi nó kỳ lắm Minh phải để hàm râu thì mới đẹp nghe phải để em râu mới đẹp không nhưng mà chị thấy vậy nè Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ tội nghiệp nó đấy giữ gìn sức khỏe xong rồi á là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa đã có nước rửa xả giặt xả Minh Râu rồi bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer á quà gip, tặng gift gift ví dụ vậy gift đúng không gift Minh Râu rồi á là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á cái đó mình đó chị thấy quá hay luôn á thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà thì dự án này hay là cái cứ vậy thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm vẫn dính tiền bán rau vẫn dính ra đó thì anh dính ra chết kỹ ra cho người cái bé sau là bé gái hay bé trai bé sau nữa là bé gái tức là mấy đứa rồi con em được ba đứa rồi thôi thấy đủ rồi đủ nếp đủ tẻ rồi bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau đi chơi đi hưởng thụ đó rồi làm công việc thiện đó xong rồi kêu các con nó phụ mình á để cho nó thiện lành từ lúc trẻ đúng luôn rồi, ha đó là tuyệt đúng vời rồi. Luôn đấy con thích em thích như vậy đó cũng bảo là chuẩn bị đến 1/6 này vì thế như thế con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại rồi mình mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á xong rồi thăm các bé á mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi con mua hành quà đấy cho em còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy không thật ra đó là cái điều rất tốt dạ đúng rồi mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau từ phía chồng chứ đúng rồi thật ra như thế này chưa lãng mạn đúng không chúc mừng em vì có được một người chồng đó thật sự rất là tuyệt vời đó đã được hàng độc thay đổi hàng độc thay đổi và ngày hôm nay là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con cho những người khó khăn và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ và thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài đến bên trong luôn đó. Đúng rồi đó chỉ hơi cái nóng tiếng thôi dạ, nhá thôi thì bớt nóng đi nhá thôi thì thể hiện cho chồng nhá thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào nói ngọt ngào ngọt ngào với vợ đó cái ước mơ của vợ đó đây là một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở bạn ở đây được không? Và lưu lại luôn đó sau đó. Đứa nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó đúng anh có thể hiện tình cảm rồi đúng rồi đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn phải nói trong vòng 2 phút chắc cũng chưa từ từ rồi cũng 17 năm nay 16-17 năm nay hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai rồi hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và hôm nay vợ chồng hết vợ chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi xíu nhìn nhau đi nhìn vợ đi em nhìn vợ đi vợ có muốn nói gì vợ với chồng bày tỏ đi chứ vợ rất là xúc động em nên nói
con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con, cố gắng làm, rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau, rồi lo cho các con, rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia nữa. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em, nói chung là biết lo cho vợ con, lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Được, mình nói đi, vợ yêu chồng. Trời ơi, đồ đó không có hôn môi, tao ghét quá, dễ thương không lẽ lột giày quánh nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Yeah, trời ơi. Thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lây. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa. Dạ. Để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nha. Rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều nha.